đón lôi chứ. Tất nhiên là đón lôi rồi. Ba mẹ lôi, mẹ lôi nhà, ba mẹ lôi có về đâu. Này view cao ấy, mọi người chắc bô hóng rồi, không biết có follow mình không. Mình gọi là đi nhà báo đài truyền hình đang công tác tại sân bay Angola. Mình là phóng viên thường trú cho nên là mọi người vô mọi người hóng. Phóng viên thường trú, cảm ơn Ninh Thị Quế Anh đã nhắc nhở nhá. Tôi follow ông 4 ạc rồi. Úi trời ơi, cảm ơn Hân Affiliate nhá. Lập thêm mấy ạc nữa đi follow. Đêm qua không tắm, 2 ngày rồi có tắm đâu. Để dành về Việt Nam mà tắm chứ. Tắm gì tầm này nữa. Bay thì chưa bay được đây. Sạch sẽ để làm gì, thơm tho để làm gì. Bận tí người ta vô, người ta check nhanh, người thấy hôi, người ta check nhanh đuổi mình đi cho sớm. Thơm quá, người ta dừng lại lâu lắm. Đúng rồi, tắm có ai ngửi đâu các bạn. Tắm thơm quá là người ta dừng lại lâu lắm, làm thủ tục lâu lắm. Nói bé thôi, lộ hết rồi. Quên. Không về nhá, mình không về. Đầu rồi giờ. Giờ như kiểu xịt keo ấy này, nó có keo đâu mà nó cứng ngắc ấy này. Không nói gì nhá. Ninh Thị Quế Anh nhá, không nói gì nữa nhá. Ngồi tê chân luôn rồi. Ê, ông già ông cũng đang live stream này các bạn. À, con chim này em vừa thấy mà. Con chim con. Xin lỗi, được chưa? Chim này đang sập bay mà nó không bay lên cao được, mẹ nó bỏ nó rồi, buồn. Đây là bờ vai vững chắc mọi người. Bờ vai này sắp xịu rồi. Mệt là không muốn nói. Đây là có như anh nhờ anh này để check vé ấy, để làm thủ tục đây. Đấy. Ôi. Hai anh em vẫn chưa tắm. Nào ba hiểu. Tầm này để tắm giặt gì tầm này. Thơm tho để làm gì nữa đây. Giặt để làm gì cái tầm này không nhỉ? Ủa, anh kia bận lấy hành lý cho em nè. Thì đúng rồi, anh ấy là làm dịch vụ mà. Giúp đỡ anh em. Đệ tử anh Quý ấy. Đệ tử của Tony. Thầy mất địa bàn. Thầy tầm này không lai được. Thầy tầm này chảy như kiểu chó mất con này. Địa bàn của thầy lỏng lẻo lắm. Địa thầy là thầy phải chạy liên tục. Chảy như chó mất con này. Hôm mình mà về delay như này thì tốt. Đúng rồi đấy nhỉ. Sao với anh về xuân sẻ thế. Không delay. Delay lên một tuần, một tháng rồi. Quan trọng gì đâu. Alo.
mình lại mỏi chân quá, mình lại phải ngồi rồi. Đấy, đứng như người mẫu rồi các bạn. Như đang đi chụp mẫu rồi. Phải chạm chân không rồi. Delay man, ờ đúng rồi đấy. Hãy gọi anh Linh là delay man nha các bạn. Rồi, tiếp viên, tiếp viên. Tiếp viên đã đi, đi. Tiếp viên xin gái rồi. Đây, đây là tiếp viên cuối. Tiếp viên này. Tiếp viên này nhìn phèn quá các bạn. Tiếp viên này phèn quá. Alo. Vẫn chưa check à? Vẫn chưa check à? Làm hứng khăn, hứng cái gì đấy? Nói xí xí gì đấy? Cái này người ta là gọi là mình là con người tập thà, có gì nói đó. Xinh thì nói xinh, xấu thì nói xấu. Bây giờ người ta xinh thế kia chẳng lẽ là tiếp viên xấu quá các bạn. Không được dối nào. Mình là tướng, nói là phải thật, không nói dối. Không chưa mà chưa bằng lát đấy, lát được mấy bạn đâu. Anh là một người rất là gia trưởng đó, cho nên là anh không nói dối. Có gì là đó. Bây giờ xinh nó xinh, xấu nó xấu, cao nó cao mà lùn nó lùn, không được nói dối. Anh điêu khắc lông mày đâu nhá, anh điêu khắc ở nhà mẹ anh, mẹ anh với bố anh điêu khắc cho anh. Em có muốn con em có bộ lông mày không? Để anh điêu khắc đấy. Anh chưa về Việt Nam. Mấy cái thằng Đức ấy. Ai ghi lên mày không biết đấy. Đức à? Đứt đi, lộ hết, chán thật. Đứt này lộ hết, anh không tắm rồi, không. Tắm để làm gì nữa, tầm này là không có tắm nữa. Dạo này cũng dễ thương ấy, thấy cũng có mắt nhìn ấy.
thôi vậy. Nhưng mà không sao. Sao hay giả vờ quá. Sao hay giả vờ quá. Biết cái này cái gì không? Cái này là vô mồm đấy. Tuy anh đẹp trai nhưng mà anh nóng tính, hiểu không? Nóng tính đấy. Kiểu gì như bài sóng của Xuân Quỳnh. Tóc anh là tóc xoăn tự nhiên, không có uốn lượn gì hết nhé. Nó tự xoăn đấy. Chán thật. Lên sân bay nhiều quá mà tóc nó xoăn luôn. Biết sao không? Là do cái gọi là cái động cơ phản lực của máy bay nó thổi nhiều quá. Tóc không thẳng được.